Cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần biên bản về một vài rất hay của danh thủ Đại Lý Huynh và Vũ Quốc Đạt đánh trong trận chung kết của giải cờ tướng tập huấn đội tuyển quốc gia mở rộng năm 2021. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Đây là phần đấu đầu tiên của hai anh. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Đại Lý Huynh và người cầm bên đen là danh thủ Vũ Quốc Đạt.吃。 吃。 吃。 将军。 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 吃。
Và tiếp theo, sau khi bên tiên của danh thủ Lệ Lê Huynh cho thu pháo về để mở đường tấn công, thì trong thực chiến của Trần Cơ, bên đen của danh thủ Vũ Quốc Đạt bừng cờ xin thua sau hình ở trên. Các bạn thấy ngay có thu xe về thì cũng không được. Khi đó bên tiên hoàn toàn có thể phế pháo ngay bằng phần cờ bay mã qua để chiếu tướng. Bên đen bình sen pháo là bên đỏ còn đó tình huống cờ tách tốt qua để chiếu bí ngay. Sau khi kết thúc ván đấu này, hai bên bước vào ván đấu thứ hai. Trong ván cờ đó thì bên đỏ đi tiên là danh thủ Vũ Quốc Đạt. Tuy nhiên kết quả của ván đấu thứ hai là một tỷ số hòa. Như vậy với kết quả trên thì danh thủ Lại Lê Huynh đã xuất sắc vượt qua danh thủ trẻ Vũ Quốc Đạt để xuất sắc đứng vị trí thứ 1 trong giải cờ tướng tập huấn quốc gia năm 2021. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.